nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị, biểu tượng thời trang bất diệt trong gần một thế kỷ. Theo South Star, trong suốt 70 năm tại vị, phong cách thời trang sang trọng của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị luôn khiến người ta phải trầm trồ, ngưỡng mộ. Ở tuổi ngoài 90, nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị vẫn luôn là một trong những biểu tượng thời trang đáng ngưỡng mộ của xứ sở sương mù. Kể từ khi lên ngôi nữ hoàng vào năm 27 tuổi, bà đã sử dụng thời trang như một cách khẳng định vị thế của bản thân, nhân vật xuất thân hoàng gia có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Bà cũng là nguồn cảm hứng để nhiều nhà thiết kế sáng tạo ra những bộ sưu tập mang phong cách quý tộc thượng lưu. Trong suốt nhiều thập kỷ qua, hình ảnh của nữ hoàng Anh luôn gắn liền với những bộ trang phục có gam màu tươi sáng như hồng, trắng, vàng, tất nhiên không thể thiếu những chiếc mũ đội đầu được đính hoa và nhiều họa tiết tinh xảo khác. Được biết, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị sở hữu đến 5.000 chiếc mũ với vô vàn kiểu dáng chất liệu khác nhau. Mỗi outfit sẽ có một chiếc mũ tông xuyệt tông tạo tổng thể vô cùng hoàn hảo. Cho dù có hàng trăm siêu mẫu nổi tiếng trên thế giới nhưng nữ hoàng Elizabeth đệ nhị vẫn là một trong những biểu tượng thời trang bất diệt. Năm 2007, bà từng được vinh danh là một trong những người phụ nữ lộng lẫy nhất thế giới. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!